Xin kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, do khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu và di chuyển lệch ra biển, gió đông đến đông nam đưa hơi ẩm từ biển vào nên mây và sương mù đã xuất hiện nhiều tại miền Bắc. Cùng với đó thì nền nhiệt trên toàn bộ Bắc Bộ đã đồng loạt tăng lên. Khu vực đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, trời chỉ còn rét về đêm và sáng, mức nhiệt trên 20 độ C. Còn với khu vực vùng núi, mức nhiệt cũng tăng lên trong khoảng từ 17 cho đến 20 độ C. Đến trưa chiều, Bắc Bộ có nắng trở lại nên mức nhiệt cũng tăng lên trong khoảng từ 26 cho đến 28 độ. Riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, do trời vẫn nhiều mây, có lúc có mưa nên nhiệt độ thấp hơn và trong khoảng từ 25 cho đến 26 độ C. Độ ẩm trong không khí lên đến 60% nên cảm giác hanh khô cơ bản sẽ chấm dứt. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh thấp hoạt động nên từ đêm ngày 11 tháng 12 đến hết ngày 13 tháng 12, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và cả dông rải rác. Riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và cả gió giật mạnh. Sau đó, từ ngày 17 tháng 12, một bộ phận không khí lạnh rất mạnh đang di chuyển xuống khu vực phía Nam và sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, gây ra một đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng. Với miền Trung, trời tạnh ráo ở cả 14 tỉnh thành và dự báo trong cả tuần sau, thời tiết miền Trung ổn định, trời không mưa, có nắng nhiều. Và từ ngày 17 tháng 12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn về các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ, sẽ có mưa và mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to trở lại. Tại các tỉnh thành phía Nam, thời tiết hôm nay và ngày mai khá là đẹp, trời không có mưa và có nắng từ sớm. Do địa hình vùng cao nên nhiệt độ các vùng Tây Nguyên khá là dễ chịu và dao động trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ C. Trong khi tại khu vực Nam Bộ sẽ có nắng vàng rực rỡ và mức nhiệt sẽ từ 33 cho đến 34 độ C. Trên biển, ở vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây của quần đảo Trường Sa, cùng với đó là vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau sẽ có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Thời tiết diễn biến bất thường là điều kiện thuận lợi cho bệnh lở cổ rễ hại cây hoa cúc phát sinh gây hại. Bệnh do nấm gây ra và ban đầu vết bệnh chỉ là những chấm nhỏ xuất hiện trên rễ hay là cổ rễ hoặc phần gốc sát với mặt đất, sau đó thì phát triển lan rộng dần ra xung quanh. Nếu gặp điều kiện thời tiết thuận lợi như trời mưa nhiều, cây tốt sum suê, rậm rạp, tạo độ ẩm cao khiến cho vết bệnh hư và chuyển dần sang màu thâm đen, ủng nước hoặc là hơi khô nếu đất trồng bị khô thiếu nước, làm cho cây cúc ngã ngang và khi nhổ cây lên thì sẽ bị đứt gốc, chỗ bị đứt thối, nham nhở. Bộ lá vẫn còn xanh nhưng toàn thân đã bị héo rũ. Trên ruộng cúc sẽ thấy cây bị chết từng chòm và từng vạt, khuyết cây trên ruộng. Bà con cần chủ động các biện pháp phòng trị bệnh lở cổ rễ cho cây hoa cúc như sau. Trước khi trồng thì cần phải thu gom sạch sẽ tàn dư của cây cúc ở vụ trước, đưa ra khỏi ruộng tiêu hủy để hạn chế nguồn bệnh ban đầu. Ngoài ra thì ruộng trồng cúc phải có hệ thống thoát nước tốt, không để ruộng bị đọng nước, ẩm ướt và đặc biệt là trên những chân ruộng trũng. Không nên trồng quá dày hoặc là đặt các chậu cúc quá gần nhau để ruộng luôn thông thoáng và không bị ẩm thấp khi có mưa hoặc là tưới nước quá nhiều. Tăng cường bón phân hữu cơ hoai mục để bổ sung nguồn dinh dưỡng tổng hợp cho cây và cải tạo kết cấu của đất, đồng thời cần bổ sung vi sinh vật có ích cho đất, tăng cường phân lân và kali. Như thường lệ, trong phần thời lượng cuối của chương trình sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai.